Ngôi nhà Việt Nam đã chính thức được khai trương tại triển lãm thế giới Dubai Expo. Triển lãm diễn ra 5 năm một lần là sự kiện lớn nhất toàn cầu để quảng bá hình ảnh quốc gia. Và đây là nơi mỗi quốc gia mang đến những tinh túy nhất của mình để khẳng định vị thế và danh tiếng. Trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phóng viên Vân Anh, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Đông, trải nghiệm triển lãm này. Expo Dubai, sự kiện quốc tế lớn nhất kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, thu hút sự tham gia của 192 quốc gia và các tổ chức quốc tế lớn, đã cho thấy một cuộc sống bình thường mới đang dần trở lại. Vượt qua những khó khăn thời đại dịch, một triển lãm toàn cầu trị giá 7 tỷ đô la Mỹ trên sa mạc có diện tích bằng 600 sân bóng đá. Dubai cho rằng Expo Dubai chính là một liều vaccine kinh tế để họ trở lại với chu kỳ tăng trưởng. Cảnh dịch bệnh chưa kết thúc và những chuyến bay quốc tế chưa được nối lại, thì Dubai Expo 2020 chính là cơ hội quý báu nhất thời điểm này để các nước cùng quảng bá văn hóa và hình ảnh quốc gia. Và Việt Nam chúng ta cũng không bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Tham gia Expo Dubai là dịp để các bạn chứng tỏ với thế giới rằng Việt Nam đang trở lại, đầy năng động. Thời gian tới, chỉ cần tập trung hơn nữa quảng bá hình ảnh văn hóa quốc gia qua các kênh mạng xã hội toàn cầu. Tôi tin các bạn sẽ thành công. Dubai Expo kỳ vọng là sẽ có khoảng 25 triệu người tham dự. Thì mình phải hiểu rằng là cái sự kiện này rất là lớn. Tôi mong muốn là mình giới thiệu những cái thế mạnh của mình. Thì tôi cũng muốn rằng là các bạn Việt Nam cũng nên sang đây có cái cơ hội để tiếp xúc và tìm hiểu được là các nước thì họ suy nghĩ như nào và họ có những cái chiều hướng như thế nào để mình đi mình có thể chúng mình cùng hợp tác và cùng đáp ứng lẫn nhau. Expo năm nay thì tất cả các nước trên thế giới đều đưa ra những cái thế mạnh nhất của mình, và đây là một cái nơi mà để chúng ta có rất là nhiều các cái cơ hội để quảng bá, để kết nối, để mà ký được những cái hợp tác trong tương lai. Năm nay các quốc gia đã kết nối chặt chẽ với nhau hơn để cùng nhau giải bài toán thích ứng an toàn trong đại dịch Covid. Expo Dubai sẽ kéo dài 6 tháng, trong đó ngày Việt Nam được chọn là ngày 30 tháng 12 năm nay, được xem là sự kiện quan trọng nhất của chúng ta khi Việt Nam trở thành tâm điểm của triển lãm toàn cầu. Vân Anh, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.